Về già, khôn ngoan đừng dạy trông cháu giúp con. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, thời gian với những người lớn tuổi là quý giá vô cùng. Khi cha mẹ vượt qua tuổi 60, mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng của họ. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta có một quan niệm sâu sắc về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, giống như mưa trên trời sẽ rơi xuống. Cha mẹ luôn chăm lo cho con cái, sau đó chăm sóc cháu nếu có. Khi còn trẻ, làm việc cật lực để lo cho gia đình. Khi về già, họ tiếp tục đảm nhiệm vai trò trông nom gia đình và cháu nối tiếp, trong khi con cái bận rộn với công việc hàng ngày. Do đó, nhiều cha mẹ sống cuộc sống rối bời tại nhà, không có thời gian nghỉ ngơi hay tận hưởng tuổi già của mình. Quan điểm của quý vị là gì về tuổi già chăm sóc cháu giúp con? Quý vị hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Xin mời quý vị cùng Vạn Điều Ý Nghĩa chiêm nghiệm và lắng nghe. Thứ nhất, sau 2 năm trông cháu, mẹ 64 tuổi bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Tôi năm nay 64 tuổi, có 2 con trai. Ngày xưa, khi mẹ chồng còn sống, bà luôn coi vợ chồng tôi là hình mẫu lý tưởng, bắt các anh chị em nhìn vào học tập. Trong số đó, mẹ hay mắng vợ chồng chú út nhất. Mẹ bảo, chú út kém cỏi vì sinh được 3 đứa con nhưng toàn là gái. Lũ con gái thì như đàn vịt trời, đủ lông, đủ cánh lại bay đi, biến công của bố mẹ thành công cốc. Chú út nghe mẹ nói vậy thì buồn lắm, nhưng không dám cãi nửa lời. Sau đó, không biết có phải vì tự ti chuyện không sinh được con trai hay không mà chú có vẻ xa lánh anh em. Thỉnh thoảng, tôi chỉ nghe vợ chú khóc mếu kể. Sau mỗi lần tụ họp gia đình, chú lại dằn vặt vợ con. Thậm chí cứ say rượu, chú lại kiếm cớ chửi bới đánh đập lũ con gái. Tôi động viên thím vài lời, nhưng thím ấy chỉ thở dài, bảo số hai vợ chồng khổ, trời không thương nên không có mụn con trai nào. Sau này về già, các anh chị được con trai, con dâu lo lắng, bọn em chẳng biết trông vào ai. Con gái lấy chồng thì phải lo việc nhà chồng. Nhiều năm trôi qua, con nhà tôi và cả con nhà chú thím đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm. Hai con của tôi còn tìm được việc lương cao, đi làm mấy năm, các con đã tích cóp mua được nhà, xe ở thành phố, khiến vợ chồng tôi mát mày mát mặt. Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Khi các con lập gia đình, bao nhiêu vấn đề phức tạp kéo đến. Con trai cả của tôi lấy vợ là con của một gia đình quyền chức. Con bé rất cá tính. Trước khi cưới, con bé yêu cầu con trai tôi bán căn nhà cũ để góp tiền mua căn nhà lớn hơn, đứng tên hai vợ chồng. Con bé cũng thỏa thuận không sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ, anh em nhà chồng đến chơi phải báo trước và nó đồng ý mới được đến. Ngày lễ Tết, con dâu cả cũng ít khi ở lại nhà chồng vì không thích cảnh sống ở quê. Con trai tôi yêu vợ nên nghe vợ răm rắp. Vợ chồng tôi không hài lòng với quan điểm sống của con dâu, nhưng hễ nói, con trai lại gạt đi, bảo đừng làm hỏng hạnh phúc gia đình chúng nó. Thành ra vợ chồng chúng tôi sống cách nhà con trai chưa đầy 100 km, nhưng chẳng mấy khi gặp được con cháu. Con trai thứ hai của tôi lấy vợ nghèo hơn, nhưng vợ thằng bé khéo léo nên tôi rất quý. Vợ chồng nó sinh con, tôi mang tiền, mang gạo đến, rồi giúp các con trông cháu, dọn dẹp nhà cửa. Các con đi làm về là có cơm ngon, canh ngọt, chỉ việc dọn ra ăn. Mẹ con, bà cháu vui vẻ lắm. Tuy nhiên, theo thời gian, cuộc sống chung cũng khiến tôi và con dâu nảy sinh mâu thuẫn.
Vài lần tôi lớn tiếng mắng các con, mong các con thay đổi theo hướng tốt lên. Nhưng rồi một hôm, con trai bảo tôi: "Ở đây mẹ chỉ cần bế cháu bắp và lo dọn dẹp cơm nước cho chúng con thôi, mẹ đừng can thiệp vào chuyện khác. Nếu có gì không vừa ý, mẹ cứ coi như là không nghe, không thấy." Vậy là tôi hiểu ý của con trai. Từ đó trở đi, tôi chỉ chuyên tâm làm việc các con nhờ. Còn lại, tôi không lên tiếng bất cứ việc gì. Khi cháu bắp được 2 tuổi, con trai tôi nói rằng hai vợ chồng đã quyết định cho thằng bé đi học để cháu dạn dĩ, học hỏi được nhiều hơn. Tôi hơi xót cháu, muốn giữ cháu ở nhà đến năm 3 tuổi. Nhưng các con đã quyết, tôi đành tặc lưỡi nghe theo. Khi cháu đi học, tôi thay bố mẹ thằng bé ngồi xem camera ở lớp. Hễ thấy không hài lòng việc gì, tôi điện ngay cho cô giáo để phản ánh. Buổi chiều, tôi lại đón cháu về sớm, cho thằng bé đi chơi quanh khu chung cư để bù đắp cho cháu. Vậy mà, thằng bé đi học chưa được 1 tháng, vợ chồng con trai đã đuổi khéo tôi về quê. Cháu bảo, có tôi chiều chuộng, thằng bé sinh hư. Tôi nói thẳng, thằng bé có gì mà hư, nó vẫn ăn ngủ điều độ, sáng ra đi học không mè nheo. Mẹ không hiểu các con nghĩ gì mà bảo như thế. 2 năm nay, một tay mẹ chăm sóc cháu, mẹ không hiểu cháu mẹ hay sao? Lúc này con trai tôi mới vò đầu bứt tai, miệng lý nhí bảo: "Mẹ ở đây, vợ chồng con bỏ nhau mất. Mẹ rất tốt, nhưng vợ con không hợp với mẹ. Mỗi khi không hài lòng về mẹ, cô ấy đều than vãn và gây sự với con. Nhiều lần cô ấy còn đưa đơn ly hôn. Thôi, mẹ đã vì con, vì cháu mà rời quê lên đây. Bây giờ mẹ cũng vì con, vì cháu mà về quê. Thỉnh thoảng chúng con sẽ đưa bắp về thăm ông bà." Tôi như chết lặng. Sáng hôm sau, đưa cháu nội đi học xong, tôi gấp quần áo rồi bắt xe về quê. Lúc về đến ngõ, tôi thấy một chiếc ô tô đậu ở cổng nhà chú Út. Hỏi ra tôi mới biết, con gái và con rể đang về đón vợ chồng chú Út đi du lịch. Lúc ấy tôi nhắn tin cho con dâu và con trai để thông báo việc mình đã về quê mà nước mắt tự nhiên trào ra. Đúng là cuộc đời không ai nói trước điều gì. Thứ hai, cụ bà trông cháu bị con dâu gây khó dễ, lặng lẽ xách hành lý về quê. Cha mẹ làm việc rất vất vả, khi còn trẻ thì nuôi dạy con cái, khi về già thì giúp con trông cháu. Có người từng nói rằng, khi con lập gia đình và có sự nghiệp riêng thì cha mẹ nên an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn cho rằng trách nhiệm của ông bà là chăm sóc cháu. Về cơ bản, hầu hết các cụ già khi bước vào độ tuổi 60-70 vẫn phải giúp con trông cháu. Vì bố mẹ phải đi làm, nếu thuê bảo mẫu thì gia đình sẽ tốn rất nhiều chi phí. Ngoài ra, nếu thuê bảo mẫu thì cũng không yên tâm lắm, chi bằng nhờ ông bà trông nom cháu thì sẽ yên tâm hơn. Khi ông bà ra tay, mà thực chất nhiều người hay đùa là bảo mẫu cao cấp không lương, con cái ra ngoài cũng yên tâm và mát mặt. Dù có mâu thuẫn thì cũng không dám nói nặng, nói nhẹ. Con còn nhỏ, ông bà không giúp thì biết nhờ vả ai bây giờ. Tuy nhiên, một khi các cháu lớn lên và có thể cứng cáp đi nhà trẻ, ông bà mất đi giá trị. Con dâu, con rể bắt đầu không thích. Họ cảm thấy bố mẹ chồng, bố mẹ vợ ở cạnh mình không thoải mái, nên đánh tiếng đưa ông bà về quê. Nói thẳng ra là lúc đầu cần thì cầu cạnh, hết giá trị thì phủi tay. Những câu chuyện như vậy nghe thật lạnh sống lưng, nhưng xã hội đầy rẫy những chuyện đời tê tái. Gần đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh đáng suy ngẫm. Trên xe buýt có một cụ già tóc bạc phơ.
mặc áo khoác len màu đỏ tươi, quần đen, giày vải đen, tất trắng, sạch sẽ ngăn nắp. Bà ngồi trên ghế bên cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà mang một chiếc túi chéo, dưới chân là một gói vải trắng, bên trong chứa hành lý đơn giản của bà. Quãng đường xa, người lạ cũng thành quen. Những người trên xe buýt bắt chuyện mới biết bà cụ từ thành phố về quê nhà. Bà lão đã giúp con trai, con dâu chăm sóc cháu ở Thượng Hải trong 7 năm. Bà nói rằng khi con dâu quay lại làm việc, nó đã gần như cầu xin bà hãy rời bỏ quê nhà lên thành phố trông đứa cháu 5 tháng. Cô con dâu nói rằng nếu mẹ chồng không giúp, cô không thể đi làm. Còn nếu thuê bảo mẫu thì điều kiện kinh tế không cho phép. Có cha mẹ nào trên đời không yêu con mình? Thấy con dâu khó xử như vậy, bà cụ đồng ý đến Thượng Hải. Hàng ngày chăm sóc cháu, nấu cơm, làm việc nhà. Chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Đứa cháu nhỏ đã khôn lớn và đến tuổi đi học tiểu học. Đứa nhỏ sau khi đi học, ban ngày không cần về nhà ăn cơm. Buổi chiều sau khi tan sở, anh con trai chỉ cần đến đón là được. Bà cụ nghĩ rằng cuối cùng có thể tận hưởng tuổi già của mình ở đây với gia đình con trai. Nhưng điều bà không ngờ tới là thái độ của cô con dâu đã thay đổi rất nhiều. Cô càng ngày càng tỏ ra khó chịu với mẹ chồng. Con đi học rồi thì mẹ cũng đâu cần ở đây làm gì, tháng nào cũng tốn điện nước. Có lần bà đã nghe con dâu nói với con trai như thế, nhưng anh ta gạt đi và mắng vợ không biết điều. Những ngày sau, bầu không khí trong nhà cứ nặng nề, hai bà cháu cả thở cũng không dám thở. Mẹ chồng là một người già hiểu chuyện, lo con trai khó xử nên bà chủ động ngỏ ý muốn về quê. Người con trai đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Bà nói rằng mình còn khỏe nên cũng không cần ai đưa đón. Bắt xe thổ ra bến, đi 2-3 tiếng về tới nhà là được. 7 năm vất vả làm bảo mẫu không lương, thứ nhận lại là lòng người quá bạc bẽo. Nhưng bà lão không trách cứ gì con trai hay con dâu. Ông bà chăm cháu là lẽ đương nhiên, chỉ sợ không có sức khỏe để giúp con. Trong lúc trò chuyện với mọi người trên xe buýt, bà lão nói rằng thôi thì đã làm hết trách nhiệm của mình. Nếu con dâu sau này có sinh thêm con, bà kiên quyết không bao giờ quay lại nữa. Cư dân mạng biết được chi tiết sự việc, ai cũng thấy xót xa cho bà cụ. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Con dâu có phải là người tính toán đến như vậy không? Khi cần thì nhiệt tình van xin, thấy bà vô dụng thì lại nhẫn tâm đuổi về quê. Thật quá đáng tiếc. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng có thiện chí an ủi. Cụ đừng buồn, thà về quê an dưỡng tuổi già. Người ta nói, về cội nguồn là nhất. Ai rồi cũng sẽ già đi một ngày nào đó. Khi còn trẻ, đừng cậy trẻ khỏe. Thấy người già không còn giá trị lợi dụng thì xua tay. Một ngày nào đó, khi cô con dâu già đi, cô ta sẽ nhận lại tất cả những gì mình gieo nên. Kính trọng người già là truyền thống của mỗi gia đình. Đứa trẻ có thể học hỏi điều tốt và điều xấu trong hành vi của cha mẹ chúng. Nhìn cụ tóc bạc phơ im lìm bên khung cửa sổ, ai cũng cho rằng cô con dâu kia thật biết cách lợi dụng người khác. Nhưng đứa con trai 7 tuổi kia rồi một ngày nào đó cũng sẽ lớn lên. Thứ ba, một câu chuyện đau lòng. Chỉ một hộp sữa mà ngẫm ra sự đời. Bà nội ở nhà trông cháu ở nông thôn Hải Dương, tính tình hiền lành, thật thà. Bố mẹ cháu làm công ty, gửi cháu để bà ở nhà trông. Chỉ vì hộp sữa thừa, cháu hút không hết, vứt bỏ. Bà lắc vẫn còn ít, bà tiếc hút lại. Nhưng vừa cầm lên hút thì bố cháu về. Con mua sữa cho cháu uống, chứ có phải cho bà uống đâu.
Hóa ra cứ nói là mua cho con, không ngờ toàn bà nội uống sữa của cháu. Không phải thế đâu con, nó vứt đi rồi, mẹ lắc thấy còn, tiếc hút lại thôi. Bà bị bắt tận tay mà còn chối. Không biết con tôi ở nhà có được bà cho ăn uống hay không nữa. Nước mắt bà trào ra. Thanh Minh mà người con trai một mực không tin. Bà thề, bà mà như thế với cháu thì bà chết không nhắm được mắt. Con trai bà được đà chửi tới. Bây giờ bà muốn gì? Sao bà không chết đi cho nhẹ nợ? Nuôi con đã khó khăn rồi, giờ còn sữa cho bà thì lấy đâu ra? Cứ bảo sao tốn tiền sữa, hôm nay mới biết là vì sao. Bà khóc rất nhiều, bế cháu đi chơi hàng xóm, cũng bị người ta dè bỉu, bà nội uống hết sữa của cháu. Bà nói với thằng con trai, tao nhục không biết giấu mặt vào đâu, bây giờ chỉ muốn chết thôi. Bà đi chết đi, để tôi chở bà đi chết. Bao nhiêu cơn uất hận dồn lên, bà bảo, mày chở tao ra sông lớn, tao nhảy cầu tự tử cho mày hài lòng. Tưởng con trai biết ăn năn hối lỗi, ai dè nó chở xe máy bà đi thật. Nó chở bà qua mấy cây cầu nhỏ, bà không muốn nhảy. Nó dồ ga chạy ra đến cầu lớn rồi thách thức. Bà ngon thì nhảy đi cho tôi xem. Nước mắt bà nghẹn ngào. Mẹ muốn chết, được ở bên bố con chở mẹ về lấy ảnh bố được không? Bà ở đây, để tôi đi lấy là được rồi. Con bà quay đầu xe với nét mặt hầm hầm lao vút đi. Bà ngồi trên cầu xót xa cho cuộc đời mình. Nuôi con một mình, miếng ngọt, miếng bùi nhường hết cho con. Bao năm tháng bà mò cua bắt ốc rồi làm ruộng vất vả để con được no đủ. Bà không nghĩ đến một ngày bà chết một cách ê chề tủi nhục như vậy. Nhưng sống còn ý nghĩa gì khi con nó đối xử như vậy với mình? Hơn thế nữa, mình già rồi không làm được gì cho con cháu. Sau này ốm đau nằm đó còn khổ hơn. Cứ miên man suy nghĩ rồi trời sầm tối dần. Đã 5 tiếng trôi qua mà không thấy con mang di ảnh của chồng tới. Bà thấy trong lòng bồn chồn, bà quyết định trở về nhà. Bà về đến cổng, đã thấy mọi người kéo đến nhà bà rất đông. Thì ra, con bà phóng xe không để ý, đã tông vào xe khác văng ra và đập đầu xuống đất chết vì dập não. Bà không giận nổi con nữa mà trào lên một nỗi xót thương vô bờ. Bà ôm lấy xác con gào khóc. Rồi bà không còn ý định tự tử nữa. Thứ tư, đón mẹ chồng lên trông cháu. Được một tuần, con dâu đã đau đầu muốn mẹ chồng quay về quê ngay. Dịp hè, vợ chồng tôi lại đau đầu vì hai con nghỉ học ở nhà. Để con ở nhà thì không đành vì sợ con nghịch dại dễ bị tai nạn. Vậy là đành phải về quê nói ngon nói ngọt để mẹ chồng lên trông cháu giúp. Được mẹ chồng lên trông cháu, tôi như nhẹ cả người, yên tâm để dồn sức cho công việc vì hai vợ chồng tôi cũng rất bận. Thế nhưng, vài ngày là tôi đã bắt đầu thấy được sự bất ổn. Nghe mấy chị hàng xóm thật thà kể lại, mẹ chồng tôi ở nhà trông cháu nhưng để kệ cháu muốn làm gì thì làm. Còn bà đi chơi la cà khắp các nhà trong xóm. Gặp ai bà cũng khoe khoang con trai tài giỏi, nhưng lại đi lấy vợ không tương xứng. Mẹ chồng kể xấu con dâu vụng về, lười nhác, ghê gớm nạt nộ chồng con. Chưa hết, mẹ chồng vừa lên đã đòi kiểm soát cả gia đình tôi, nhất là chuyện tiền bạc. Tôi đưa cho mẹ chồng tiền tiêu vặt thoải mái, để bà muốn mua gì thì mua. Còn đồ ăn thức uống hàng ngày tôi đều mua đủ. Nhưng mẹ chồng tôi luôn kêu thiếu tiền, đòi hỏi con dâu phải đưa thêm. Mẹ chồng dò xét lương, thưởng của con trai và con dâu. Bà muốn chúng tôi nộp hết cho bà vì sợ con dâu ăn tiêu phung phí, mang tiền về cho nhà ngoại. Chồng tôi không đồng tình nhưng cũng không dám phản kháng, đành an ủi vợ. Thôi,
bà lên trông cháu mấy tháng là về, cho bà thoải mái đi. Vợ chồng mình cũng có tiền tiết kiệm, cùng lắm là lấy ra tiêu dịp này. Hai con tôi bình thường ngoan, lễ phép, nhưng vì được bà nội chiều chuộng nên bắt đầu lười nhác, không muốn làm gì. Tôi sai con làm việc gì đó cũng bị mẹ chồng cấm cản. Có mấy việc nhỏ xíu mà bắt con làm, lười nhác quen thân, không làm nổi mà ép cháu tôi làm à? Tụi nó tuổi ăn tuổi học, chứ có phải người ở đâu mà bắt làm cái này, sai vặt cái kia. Cô đừng có mà hành hạ cháu tôi, quá đáng quá là tôi dắt hai đứa về quê tôi nuôi đấy. Hai con tôi từ chỗ người nhỏ gọn, sau ít ngày được bà nội mua đủ loại bánh kẹo ăn suốt ngày đã có dấu hiệu béo phì. Bình thường buổi chiều hai con đi ra sân chung chơi đá bóng với mấy bạn cùng xóm. Nhưng giờ mẹ chồng tôi không cho đi, bà sợ cháu ra ngoài đường chơi đùa bị thương do đá bóng, thậm chí sợ cháu bị tai nạn, bắt cóc. Cả ngày ở nhà, hai con tôi cứ cắm mặt vào xem tivi. Lo cho con bị cận, tôi nhắc nhở thì mẹ chồng mắng: xem tivi chứ có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề, tôi ngày nào cũng xem có sao đâu. Đau đầu nhất là chuyện hơi chút gì đó không vừa lòng với con dâu là mẹ chồng lôi con trai ra trách móc, đổ lỗi. Tôi còn nghe rõ lời mẹ chồng khuyên nhủ con trai: vợ nó hỗn, cứ cho nó một trận, chứ cứ chiều quá, lại nhờn, khó bảo. Đàn ông có học thức, đẹp trai, kiếm được tiền, lấy bao nhiêu vợ cũng được. Gia đình tôi từ chỗ yên ổn, giờ đây rối ren, đảo lộn hết mọi thứ. Tôi vui mừng lúc đón mẹ chồng lên, nhưng rồi sớm nhận ra thất vọng. Tôi hàng ngày đi làm hết giờ không muốn trở về nhà. Tôi sợ bị mẹ chồng xét nét, các con xem điện thoại, tivi mà bất lực không làm gì để ngăn được. Tôi lại muốn trở lại cuộc sống như trước, nhưng xem ra rất khó xử vì mẹ chồng có ý định ở lâu dài với con trai. Lâm vào tình cảnh khó xử, tôi phải làm gì để mẹ chồng tôn trọng con dâu, không can thiệp chuyện dạy dỗ các con của tôi? Tôi có nên nói với chồng để anh ấy đưa mẹ chồng trở về nhà của bà không? Thứ năm, mẹ già trông cháu không công 3 năm, bị mắng vì sợi tóc trong bát mì. 3 lý do ông bà từ chối nuôi cháu. Sau sinh, nếu có người lớn tuổi trong gia đình có thể giúp mình chia sẻ một số điều, mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt hiện nay, ông bà rất thích chăm sóc trẻ nhỏ. Người trẻ bận rộn với công việc thì việc có ông bà giúp đỡ chăm sóc cháu là một điều may mắn đối với gia đình. Nhiều mẹ trẻ muốn mẹ đẻ ở với mình phụ giúp trông cháu hơn là mẹ chồng. Bà ngoại chăm em bé có thể tránh được mâu thuẫn mẹ chồng con dâu, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho người mẹ. Ngày nay, việc ông bà chăm sóc cháu dường như đã trở thành một xu hướng phổ biến. Nhiều người già cũng từ quê lên để giúp con cái, nhưng chính con gái của họ lại là người làm tổn thương họ nhất. Dì từ quê lên chăm con gái sinh con. Lúc đó cô con gái van xin hết lòng, nói rằng cô có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng, không muốn mẹ chồng nuôi con. Chưa kể nghỉ xong lại phải đi làm nên chỉ có thể trông cậy vào mẹ đẻ. Dì Từ rất thương con gái, nhưng khi ở chung, bà mới biết tại sao con gái và mẹ chồng nó không thể hòa hợp. Con gái ban đầu học theo kiểu kiến thức trên mạng, cứng nhắc áp dụng vào thực tế chứ không nghe lời mẹ đẻ. Ví dụ, thời gian cố định cho trẻ bú mẹ, bổ sung vitamin, tập thể dục, vân vân được liệt kê cho trẻ mỗi ngày, và những khoảng thời gian này thậm chí còn chính xác đến từng phút. Cô con gái cũng đưa ra nhiều yêu cầu rất cụ thể về tư thế bế con, cách phân loại quần áo của con, vân vân. Dì Từ phải làm theo lời con gái. Mỗi lần dì muốn nói điều gì với con gái, cô lại bắt bẻ:
Bây giờ mẹ phải nuôi con một cách khoa học. Thương con nên gì cũng cố gắng. Nuôi cháu đến 3 năm thì chịu hết nổi, nằng nặc đòi về nhà. Lý do là hôm ấy con gái bảo mẹ nấu cho bát mì, nhưng khi ăn mì thì thấy có cọng tóc lẫn trong đó nên rất tức giận. Cô còn trách móc dì Từ: mẹ không thấy có tóc trong đó à? Con ăn vào nhỡ bị gì thì làm sao? Con thật không yên tâm giao con của con cho mẹ ở nhà để đi làm. Như giọt nước tràn ly, dì Từ kiên quyết về quê ngày hôm sau, không chăm cháu nữa. Ông bà ở xa lên chăm cháu vì thương con, đổi lại một năm vất vả là lời mắng chửi như tát nước. Trên thực tế, trong cuộc sống bình thường, nhiều ông bà đang giúp con gái mình chăm con, vì nhiều mẹ cho rằng mẹ hiểu mình hơn. Có chuyện gì thì nói với mẹ, giao tiếp với con tốt hơn. Nhưng vì suy nghĩ kiểu này mà nhiều mẹ quên mất rằng mẹ chỉ đang là giúp mình thôi. Lý do tại sao các bà mẹ giúp con gái của họ với con hoàn toàn là vì tình yêu của họ dành cho con gái của họ. Vì vậy, ông bà sẽ đứng ra chăm sóc con gái và giúp con gái làm việc nhà khi họ cần. Nhưng sự đóng góp của người mẹ đã bị một số bà mẹ coi là đương nhiên. Họ gắn đủ thứ yêu cầu với người già, xúc phạm mẹ của họ và coi mẹ của họ như bảo mẫu miễn phí. Thái độ này có xu hướng làm ông bà chạnh lòng. Tình cảnh hiện tại của dì Từ thực sự là hoàn cảnh của rất nhiều người cao tuổi. Giữa các thế hệ có nhiều khoảng cách, và bà ngoại có thể chịu đựng nỗi bất bình vì con gái. Nhưng con gái cảm thấy đây là mẹ ruột của mình, muốn nói gì thì nói, không cần biết có làm tổn thương mẹ già hay không. Vì vậy mà khi con đề nghị chăm cháu, nếu ông bà từ chối thì thường là có 3 lý do sau. 1. Không biết ơn. Dù tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô vị lợi và lớn lao, nhưng không có nghĩa là con cái lợi dụng điều đó. Ngày nay, nhiều người không quan tâm nhiều đến sự đóng góp của cha mẹ vì nghĩ rằng cha mẹ nên giúp đỡ bằng cách trông con giúp mình. Việc con cái không có khả năng biết ơn đã khiến một số bậc cha mẹ cảm thấy bất mãn. Vì vậy ngày nay, nhiều người già không muốn chăm cháu giúp con. Nếu người già chăm tốt thì người trẻ cũng không quý trọng. Rõ ràng ngày nào về già cũng có thể nhàn hạ hưởng phúc, vậy thì sao lại phải tự chuốc lấy phiền muộn? 2. Yêu cầu của người trẻ quá cao. Cách chăm sóc con cái của người già về cơ bản vẫn theo truyền thống, chỉ mong em bé được ăn ngon, ngủ yên, chiều chuộng một chút. Tuy nhiên, nhiều người trẻ lại có yêu cầu rất cao trong việc nuôi dạy con cái. Không chỉ mong con ngoan ngoãn mà còn phải dạy cho con học cách tự lập, ăn ngủ đúng giờ, thậm chí là học, vân vân. Đọc khi mới 8-9 tháng, điều này khiến nhiều người cao tuổi cảm thấy rằng họ không thể bắt kịp suy nghĩ của người trẻ. Vì vậy, họ không muốn đến nhà con để giữ cháu. 3. Dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Xuất phát điểm ông bà giúp con cháu là tốt, hy vọng giảm bớt gánh nặng thuê người ngoài. Nhưng mọi việc thường đi ngược lại mong muốn của họ. Sau một thời gian chung sống, cái nhìn của nhau thường xuyên thay đổi. Ở với con rể, nói chuyện và làm việc gì cũng không thoải mái. Nhiều người cao tuổi cũng cảm thấy choáng với cách nuôi dạy con hiện đại. Một khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột, thì ông bà chỉ có thể lựa chọn cách nhẫn nhịn. Và một khi giấu giếm lâu ngày, nếu tích tụ bất bình sẽ gây ra cãi vã nghiêm trọng nếu không nhịn được nữa. Cho nên bây giờ, trong việc ông bà chăm cháu giúp con, không chỉ có việc mẹ chồng con dâu sẽ mâu thuẫn, mà giữa nhiều mẹ ruột và con gái cũng sẽ có mâu thuẫn.
Xét cho cùng thì giữa các lứa tuổi luôn có khoảng cách. Thế nên khi nhờ các cụ chăm cháu, mẹ cũng nên suy xét kỹ để không xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Cảm ơn mẹ. Sau 21 năm chung sống với nửa bên kia, tôi bắt đầu tìm thấy ánh sáng tình yêu mới. Thật vậy, tôi đã bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ không phải là vợ tôi, và đó là do vợ tôi đã nói với tôi. Một ngày nào đó, em biết rất rõ anh yêu người phụ nữ ấy nhiều như thế nào. Người phụ nữ mà vợ tôi muốn hẹn hò, đó là mẹ tôi. Mẹ đã là bà quá 19 năm nay, nhưng vì sinh hoạt hàng ngày, vì ba đứa con và vì những trách nhiệm khác, tôi rất ít đến thăm bà. Một hôm, tôi gọi cho mẹ và mời mẹ đi ăn tối. Bà hỏi tôi, con khỏe không? Bà thấy lạ vì tôi hiếm khi gọi điện vào giờ khuya khoắt thế này. Mẹ cảm thấy lo lắng, nhưng tôi đã trấn an bà. Dạ thưa mẹ, con rất khỏe, nhưng con chỉ muốn nói chuyện và ngồi với mẹ thôi. Chỉ có con với mẹ thôi sao? Mẹ hỏi và có vẻ trầm ngâm. Mẹ đã mặc chiếc váy thật sang đẹp và đang đứng chờ tôi. Hình như đó là chiếc váy cuối cùng bố mua cho mẹ trước khi ông qua đời. Nở nụ cười đôn hậu, mẹ nói với tôi. Mẹ đã khoe với mọi người hàng xóm rằng hôm nay mẹ sẽ đi chơi với con trai. Tất cả họ đều tỏ ra vui mừng cho mẹ và họ đang nóng lòng chờ đợi những mẩu chuyện hay mà mẹ sẽ kể cho họ nghe khi mẹ trở về. Chúng tôi đã đi đến một nhà hàng đặc biệt, yên tĩnh và rất đẹp. Mẹ vịn vào tay tôi, như thể bà là đệ nhất phu nhân. Chúng tôi chọn bàn và ngồi xuống. Tôi bắt đầu đọc thực đơn vì mẹ chỉ có thể đọc chữ in mẫu to. Khi tôi đang đọc, bà ngắm nhìn tôi với nụ cười thích thú trên đôi môi nhăn nheo. Bà nói với tôi, khi con còn bé thì mẹ thường đọc sách cho con. Tôi trả lời, bây giờ là lúc con phải làm điều gì để tỏ lòng biết ơn vì bao nhiêu việc mẹ đã dành cho con. Để con lo mọi thứ mẹ nhé. Tối hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, chỉ là những chuyện xưa cũ và tin tức, vài mẩu chuyện mới xảy ra. Thời gian trôi đi nhanh và mới đó đã nửa đêm rồi. Khi mẹ và tôi về nhà, mẹ đã nói với tôi lúc đứng ở ngưỡng cửa nhà của mẹ. Mẹ sẽ rất vui để cùng đi với con thêm lần nữa. Nhưng lần này, con để cho mẹ trả tiền, con nhé. Tôi hôn tay mẹ và chào tạm biệt mẹ. Vài ngày sau, mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng như thế nào cả. Không lâu sau đám tang mẹ, tôi nhận được lá thư của nhà hàng mà trước đây mẹ cùng tôi đến vào buổi tối đáng nhớ ấy. Nét chữ thân thương của mẹ ghi rằng, mẹ biết lần sau này mẹ sẽ không dự được. Mẹ đã trả phần ăn cho hai con và vợ của con. Con không biết buổi tối hôm đó quan trọng như thế nào với mẹ đâu, con ạ. Mẹ rất yêu con trai của mẹ. Lúc đó, tôi thật sự hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của từ yêu và mẹ yêu con. Và khi ta nói yêu ai, thì lời nói ấy mang cảm xúc như thế nào cho người nhận. Bạn ơi, đấng sinh thành là quan trọng trên hết mọi sự, nhất là hiền mẫu của ta. Các bạn hãy dành thời gian cho họ. Họ xứng đáng được trân trọng như thế. Đó là quyền lợi thiêng liêng và của riêng họ. Và việc này không thể bị trì hoãn vì bất cứ lý do nào.
Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi nhớ đến Hùng. Anh ta hỏi tôi: mẹ tôi cao tuổi lắm rồi và không thể tự di chuyển được nữa. Bà ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi về những nhu cầu hàng ngày của bà. Tôi phải cõng bà đi mọi nơi, ngay cả đi vệ sinh. Có khi bà không thể nhịn được và đi cả trên lưng trên người tôi trong khi tôi đang mang bà trên lưng. Bạn nghĩ như vậy tôi đã trả được nợ đối với mẹ mình chưa? Tiến trả lời: cậu còn chưa trả được một lần đau co thắt trong vạn lần đau đớn khi mẹ cậu sinh ra cậu nữa kìa. Vì khi cậu phải chịu dơ bẩn như vậy, cậu chỉ cầu mong sao bà ấy chết quách đi để cậu khỏi phải ôm gánh nặng nghìn cân đó. Còn lúc xưa, khi cậu còn nhỏ, cậu cũng vãi đầy lên người mẹ, thì mẹ cậu lại mong cậu sống và khôn lớn.